sẽ đứng ra giữa sân khấu và cô dâu đứng tại vị trí của mình, chú rể đứng ra đây để tránh tình trạng là champagne dính vào váy cưới của cô dâu. Trân trọng kính mời chú rể sẽ là người khui hai chai rượu champagne. Trân trọng kính mời chú rể. Sự thân mến rất tuyệt vời khi mà chú rể chưa kịp lắc nó hai chai rượu sân banh của gia đình với đoàn quan viên hoặc nhà trai chúng tôi, nồng độ cồn của chai rượu này nó khoảng rơi vào 90 độ quý vị ạ, rất là mạnh. Cho nên lưu ý là tất cả quý vị ở phía dưới chúng ta chỉ nên uống trầu, uống thuốc, uống nước để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Và chú rể và cô dâu xin mời chú rể và cô dâu nắm tay nhau rót lên thắt ly rượu hồng của gia đình với đoàn quan viên hoặc nhà trai chúng ta trong buổi chiều này. Trân trọng kính mời cô dâu và chú rể, xin mời.